Dạ vâng, xin kính chào các quý vị khán thính giả, các anh chị em và các bạn đã quay trở lại với em Hoàng trên kênh ô tô Vlog. Hôm nay em vừa mới lấy một chiếc xe Hàn Quốc anh chị em ạ. Đấy, chuyên gia mê xe Hàn thì phải vào tay em Hoàng rồi. Đây, kính mời anh chị em thưởng thức món chính của ngày hôm nay anh chị em nhé. Đó, Kia Sorento sản xuất năm 2013, động cơ xăng bản full anh chị em nhé. Đó, tại sao gọi là bản full? Đây, để em chỉ cho anh chị em. Bản full nghĩa là bản chạy hai cầu anh chị em ạ. Đó, AWD, 4 bánh toàn thời gian anh chị em nhé. Và khi mở cửa xe, chúng ta sẽ có các chế độ dành cho lái hai cầu anh chị em này. Đó, chế độ khóa vít xay cầu sau và hỗ trợ đổ đèo. Đấy, ok. Vậy chiếc xe Sorento 2013 này thì có gì khác với những phiên bản mới hơn? Nếu anh chị em có theo dõi thì bọn em đã quay khá nhiều những chiếc Sorento đời từ 2015, 2016 rồi. Đó, anh chị em có thể nhìn thấy đây. Đây là phần đầu xe anh chị em nhé. Đó, cụm đèn định vị ánh sáng LED này. Đó, cụm đèn pha phía trước bóng projector xenon. Đấy, ok. Đây là phần đèn sương mù, khác với các phiên bản trước, phiên bản đời mới hơn thì các cụm đèn được thiết kế nó sẽ nhỏ đi. Đấy, công nghệ nó mới, nó sẽ nhỏ đi và cái phần đèn sương mù này nó sẽ phân thành hai tầng. Vâng, và đặc biệt là những chiếc xe Sorento của chúng ta bản full thì vẫn có cái chức năng rửa kính anh chị em nhé. Đó, mặt ca lăng mũi hổ đặc trưng này, viền mạ chrome này rất là đẹp chị em. Mê xe Hàn thì thương hiệu Kia là mê nhất cái mặt ca lăng cực kỳ nổi bật và cực kỳ thể thao này. Đó, mặt đây là nắp capo xe, nắp capo xe không có nhiều đường gân dập nổi cho lắm. Đấy, chúng ta chỉ có hai đường gân chéo về phía cửa phụ và cửa lái. Đây là phần thân xe anh chị em ạ. Phần thân xe, đây là gương chiếu hậu ngoài tích hợp LED báo rẽ anh chị em nhé. Đó, đây là phần mâm bánh. Đó, mâm bánh đúc hợp kim nhôm anh chị em ạ. Đấy, vành thì là vành 17 inch. Ok, bệ lên xuống được bọc bạc. Kính, cánh cửa kính được lắp chống hắt mưa rồi. Đây là viền chân kính phía dưới thì được mạ chrome anh chị em nhé. Đó, trên xe, nóc xe thì chúng ta có thêm giá nóc thể thao anh chị em này. Đó, hơi tiếc một chút là phía đuôi xe thì thiết kế nó hơi thô đấy anh chị em này. Đó, anh chị em mà xem video của em những đời từ 2014 trở đi đấy thì cái đèn, cụm đèn hậu này nó sẽ được làm mỏng và mềm hơn rất là nhiều, nó không thô và dày như thế này. Đấy, đây là phần cánh đứt gió và phần anten trên xe. Phía dưới này chúng ta có phần cảm biến ở đây, cản dưới sơn mờ đen xem nhá. Đó, đèn phản quang thì nằm ngang. Ok, mời anh chị em theo em chúng ta tham quan một chút về phần nội thất xe. Phần nội thất xe chúng ta có những gì đặc biệt ở đây? Đó, xe thì bọn em vừa mới lấy về chưa kịp dọn rửa gì. Đấy, chị em có thể thấy có những nét sờn theo thời gian chúng ta không thể nào tránh khỏi được. Đó, đầu tiên là tông màu chủ đạo là tông màu đen ghế bọc da anh chị em nhé. Đó, có những cái lỗ khí thoát hơi này. Đấy, chúng ta sẽ đi từ cửa xe này anh chị em này, theo chỉ theo xe này. Đó, tắt đèn. Các chi tiết chống va đập trên cửa xe và đèn báo SOS khi mở cửa.
Đó. Đây chúng ta tắt pin nhựa cứng chị em nhé. Cái này chúng ta là phần nhựa bóng nhưng mà đã được dán giả carbon này chị em này. Đó. Ở đây là phần tay nắm cửa bọc da rồi. Ok. Nút mở cổng nhiên liệu xe thì được tích hợp ngay trên cánh cửa lái chị em nhé. Phanh tay điện tử, phanh tay của chúng ta thì lại được đặt ở dưới này, phanh tay cơ ấy ạ. Ok. Ngoài các chức năng hai cầu ra thì chúng ta có những chức năng là bật để rửa đèn này chị em này, hệ thống cân bằng điện tử nhá. Đấy. Đây là độ sáng, điều chỉnh độ sáng trên đồng hồ táp lô. Đó, đây là phần bên trong xe anh chị em. Em xin phép được mở máy nhé, anh chị em nhé. Đây là màn hình được lắp thêm anh chị em nhé, không phải màn hình zin theo xe. Đó, đây là một cái màn hình Android khá là hiện đại. Đấy. Còn màn hình mà zin theo xe anh chị em ạ thì đời 2013 chúng ta chỉ có một cái màn hình CD player kết hợp với cả cái đài FM thôi. Đó là màn hình đơn sắc. Đấy, ở đây chúng ta đã có những cái màn hình nó đa thông tin hơn. Ở đây chúng ta có một cái hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập anh chị em nhé. Đó, hai bên đều có thể điều khiển được nhiệt độ. Đó. Hệ thống hộp số tự động ở đây. Đó. Ok. Đây chúng ta có thêm nữa là cái cổng audio ra ngõ USB ủ sạc. Đó. Ok. Vậy là trên đây là đồng hồ táp lô theo kiểu ống xả này anh chị em này. Đó, nhìn rất là thể thao chị em nhé. Ở giữa thì chúng ta có một cái màn hình TFT đơn sắc chị em ạ. Màn hình TFT này cũng không thể nào trách được, bởi vì thời xưa thì chúng ta không thể nào có những công nghệ mà full màu được, mà đặt trên những chiếc xe full option này được, chúng ta phải tối giản đi. Đó, hệ thống đèn pha tự động anh chị em nhé. Đấy, hệ thống gạt mưa ở bên này. Các nút điều chỉnh cơ bản. Đấy, cruise control này anh chị em này. Đó, cruise control rất thích hợp cho anh chị em nào mà hay đi trên đường cao tốc nhé. Đấy, cài maximum chỉ ví dụ như là 50 km/h thì đạp có lên 60 cũng không được đâu. Vô lăng thì làm theo kiểu đa chấu chị em ạ. Đấy, cái chấu này ở dưới thì nó hơi hướng là những chiếc trên chiếc Land Cruiser. Đấy. Ok, chúng ta sẽ phóng xuống khoang hành khách một chút chị em nhé. Khoang hành khách đây. Đây là em quên mất không nói là trên những chiếc bản full Sorento này chúng ta có thêm cái cửa sổ trời ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách phía sau. Đó. Và tất nhiên là phía sau thì chúng ta ngồi khá là thoải mái, dù là những chiếc xe SUV cỡ trung như thế này thì nếu mà ngồi nhiều người thì khá là chật. Đấy, đây là phần cốp sau anh chị em nhé. Đấy, cốp sau thì cái hàng ghế thứ ba đã được gập xuống rồi để lộ thêm nhiều khoảng trống cho anh chị em để đồ. Đấy, cửa gió điều hòa phía hàng ghế sau thì được tích hợp ngay trên chỗ túi khí đây. Đấy, điều đặc biệt nữa là anh chủ sở hữu cũ cũng đã trang bị thêm mấy cái màn TFT đằng sau để giải trí cho hành khách, nhưng mà em vẫn chưa biết cách sử dụng nên là anh chị em thông cảm. Đấy, và đằng sau nữa chúng ta có thêm một cái tàu sạc đây. Đó,
Ở giữa chúng ta có ghế, giữa chúng ta có thêm một cái ghế tựa đầu anh chị em nhé. Không phải xe nào cũng có cái xe này đâu, à cái gối tựa đầu này đâu. Ok, vậy khi đi mua những chiếc xe đã qua sử dụng thì anh chị em cần lưu ý những điều gì? Thứ nhất là xe có bị đâm đụng, tai nạn vào khung gầm sắt xe không anh chị em nhé. Thứ hai là xe có bị ngập nước, thủy kích không. Đấy. Thứ ba nữa là xe có đầy đủ giấy tờ an ninh an toàn không anh chị em nhé. Đấy. Và khi đến mua xe tại showroom bọn em, địa chỉ tại số 17 Phạm Hùng, Hà Nội, đối diện bến xe Mỹ Đình, anh chị em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng xe ở đây. Anh chị em nào có nhu cầu mua xe, bán xe, liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại là 0983322508. Trải nghiệm xe thực tế trực tiếp tại showroom thì đến với địa chỉ em đã nói ở trên. Đó. Số điện thoại em vẫn sẽ để trên màn hình. Chị em có số để liên lạc với em. Chiếc xe này thì bọn em mới lấy về, chưa có giá chính thức, thì bọn em sẽ để link để giá dưới phần mô tả anh chị em nhé. Đấy. Chắc cũng loanh quanh 500 thôi anh chị em ạ. Đó. Cũng gần 9 năm tuổi rồi. Ok, kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.